Trước tiên là chúng ta sẽ vào cái file này, sau đó tìm tìm những cái thứ này, những cái file này là nó xuất hiện ở đâu. Ví dụ như là thư viện Bootstrap ha, file CSS ha, đó là file CSS này luôn. Tuy nhiên là cái này mình tìm trước là mình đã tìm không thấy rồi đó, nhưng mà xóa nó là không xóa được, không thể xóa. Đây nó node nè, no result found, có nghĩa là file này không tìm thấy, nhưng mà khi chúng ta Ctrl K C tức là comment nó lại. Chờ hơi lâu nha. Đặc điểm của VS Code không phải, đặc điểm của Visual Studio là nó rất là nặng. Chờ một chút. Trước khi làm cái này là phải test hết các ứng dụng khóc, chứ không là chạy không nổi. Rồi. Đây. Cái lúc mà mình comment cái chỗ này lại trong cái file layout đã nhận xét online style.css thì nó mất luôn cái css của cái footer, cho nên là chúng ta phải thêm lại cái này và Ctrl K U lưu lại và kiểm tra kết quả. Kết quả là nó không thay đổi, nghĩa là mình còn phải build lại cái project. Bấm vào build và bấm vào view solution hoặc bấm Ctrl Shift B chuyên tác để mà nó nhanh hơn. Quá trình debug cũng rất lâu, nếu như mình không có các cái đoạn này đi thì nó rất lâu, tốn cỡ nửa phút 30 giây cũng là rất lâu. Mặc dù success nghĩa là nó không có bị fail nữa, nhưng mà kiểm tra là mặc dù success không fail, nhưng mà phải kiểm tra là kết quả thì mới chắc chắn được. Đây cái footer đã về vị trí ban đầu, nghĩa là CSS đã được ứng dụng. Còn Bootstrap, mình sẽ vào cái library để mà mình tìm Bootstrap library. Cái link và mình sẽ vào www.root. Trong www.root là chúng ta nhìn thấy cái chữ này là library, nghĩa là library, nghĩa là thư viện, là cái thư viện Bootstrap. Nó rất là nặng. Ví dụ như mình kiểm tra property của nó, property chỗ này là không được, mình phải vào trong file thư mục của nó luôn, tức là file folder. Cái chuột phải open folder in file folder và cái chuột phải vào property, tìm vào label, không phải, tìm vào bootstrap. Cái chuột phải và chọn property, ở đây là bãi me, rất hiểu phải xem các thư viện jQuery của nó. jQuery ok, tiếp theo là mình sẽ dẫn về cái site CSS site, nghĩa là mình sẽ tìm ở đâu, mình sẽ tìm ở chỗ này www.root và sau đó là tìm một cái folder là CSS. Nên có sẽ đổi một vài cái là trong cái tutorial trước thì mình đã thay đổi, nhưng mà trong cái tutorial này thì mình không có thay đổi trong cái file size.css, người ta đọc là size.css. Bootstrap này, size này, style này, rồi right. Thay đổi các file về script ở đây. Thì trong cái layout này mình sẽ không sử dụng JavaScript, thì mình mới comment nó lại hoặc là mình xóa đi, nhưng mà để cho chắc ăn và không bị lỗi thì mình sẽ để nó lại. Và mình sẽ tìm một cái để mình giải thích thêm. Cái phần date là có một cái cao như thế này, tức là tương ứng với cao này, nó chỉ có những phần này, còn phần và phần menu và phần footer thì không có. Menu footer nó ở đâu, tại sao nó liên kết được, thì mình sẽ đây chính là cái file vstart, chính là cái đoạn code này đây, và cốt lõi là cái đoạn code layout bằng với lại cái đoạn ship gạch layout này. Thường á là nó sẽ để trong cái file gọi là layout này, index này, và nó sẽ được để trong này ở dưới này, nhưng mà để cho tiện thì chúng ta sẽ không có lặp lại quá trình này, và chúng ta sẽ dòng hết tất cả những cái layout ship gạch CSS này để vào trong cái file là vstart.css.html. Đây, ví dụ như Ctrl C này, mình sẽ không cần lệnh code này, mình sẽ comment lại và Ctrl C ở đây và bỏ vào trong file index, nghĩa là cái file index này nó được áp dụng cái layout là cái layout dùng chung này. Chính là cái đoạn đây là cái gì, là dùng chung là bao gồm NAV3, nghĩa là
thành menu footer mới là chân trang đây và đây và render body. Render body nghĩa là cái gì? Nghĩa là cái này, chính là cái đống này, đây là phần body. Còn cái title, title là home page, tại sao là có home page? Mình sẽ vào cái file gọi là program tìm đây, chính là home index. Mặc định là sao nó sẽ chạy lên home index, mặc dù ở đây nó không biểu hiện, ở đây nó chỉ là localhost và 2.7259 sạc. Chúng ta sẽ sạc home và sạc index đấy, nó vẫn là vào cái file này. Tuy nhiên là sao nó sẽ bổ sung hai bộ phận là menu và footer. Mình chưa build lại cho nên là nó sẽ chưa có mắc trở về xong. Trở về trong cái phần index này thì mình đã bỏ cái này. Nó có phần là ao này, control KC đúng không? Ví dụ như là control KC, trước khi đó là mình sẽ control KF để mình format lại code. Control KC, ok. Build lại gọi là Z, build solution. Quá trình build rất là lâu cho nên chúng ta sẽ có thể là bấm vào cái hook reload này. Mặc dù là cái chức năng này của VS Code không phải của Visual Studio, nó lúc nào không phải lúc nào nó cũng hoạt động. Và để chắc chắn thì chúng ta sẽ build lại, nhưng mà quá trình build lại là sẽ tốn rất nhiều thời gian. À lúc này đấy, nó mất luôn hết tất cả đúng không? Nó không còn header, nghĩa là cái phần menu á, với lại phần footer. Chúng ta thêm lại cho một cái này thì cái phần index là nó mới có thôi, còn lại là những phần như privacy. Nhưng mà cái trang privacy nó mình đã tắt hết rồi, nó đã được xóa khỏi cái project này. Trong project của bạn nào còn privacy thì mình thử comment cái này lại, sau đó là mình thêm cái này vào index, không thêm cái này và cái privacy để mà so sánh sự khác nhau. Ở đây là mình không có đâu, mình sẽ sạc lại cho nó xuất hiện lại. Control K O để mà mình giải cái comment và mình sẽ đi lại. Tốt nhất là vẫn là bấm vào reload. Những thay đổi quan trọng thì nó sẽ bắt mình đi lại. Lót lại trang, nó trở lại rồi. Ở trong cái file gọi là đám rồi, mình có thể thay đổi register và login thử để mình so sánh. Ở đây cái trang register, tức là cái trang đăng ký này, là có sẵn cái phần header và cái phần footer và CSS của nó cũng nằm trong cái file layout. Cho nên nếu như mình bỏ cái file này ra nữa, là nó mất luôn cái CSS là 1, CSS là 2. Cho nên là văn bản là chỉ còn lại HTML mà thôi. Thử với privacy mình tìm thằng nào trong login patio à. Hình như không đúng lắm, không có ở đây, nhưng mà trong cái thư mục xe này không có. Mình tìm ở đây area, đúng rồi, trong cái thư mục là thư mục area. Trong cái page, cái page này là cũng có CSHTML ở trong cái account á. Tìm tới lại cái tờ đây, mình đặt tác cái phần gọi là VStart này, mình đặt tác cái này đi. Thì trong này nó sẽ còn hay không? Còn có nghĩa là mình đã đổi sai chỗ rồi, nghĩa là nó dùng một cái khác. Có nhiều cái file VStart chứ không phải là có một file. Nghĩa là trong file VStart này mình cũng xóa luôn cái layout view share layout. Tại sao người ta lại không để view share trong cái file VStart của phần embed? Thử không? Thử là biết được. Control K O. Mình nghĩ là hai cái dòng code này nó giống nhau. Ta dùng code thành làm một. Tại sao? Nhưng mà không rõ tại sao cái này lại có đầy đủ một cái đường dẫn, còn cái này là không. Thử lúc đi. Mỗi lần thử là mình sẽ build lại. Chốt cái F. Format code. Format code.
FORMAP là phần chuẩn lắm, nhưng mà dịch cho từng từ là như vậy. Là trước tiên là comment là cái này thôi, mình đang có xe, và để tránh cái việc là trùng lặp code thì chúng ta sẽ comment lại luôn cái mà mình mới sửa xong cái index đây. Build build start build subset. Ok, chắc là thay đổi quá nhiều cho nên là nó đi lại lâu hơn một chút. Đấy, như chúng ta đã thấy không có một cái sự thay đổi gì, nghĩa là có thể làm ngắn gọn như thế này hoặc là viết đầy đủ ra trong cái vstar mà liên quan đến login register. Đây là hệ thống nó tạo nữa, cũng là cùng một hệ thống tạo nhưng mà nó ra một cái hai cái dòng code khác nhau, tuy nhiên là chức năng nó giống nhau. Nếu như để lại cái này mình nghi ngờ nó sẽ bị lỗi, cho nên là để nguyên cho các bạn, mấy cái mà có sẵn thì để nguyên.